Hiện có nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh có quán cơm tấm, quán nướng như đường Hoàng Diệu quận 4, đường Phan Xích Long quận Phú Nhuận, đường Hoàng Diệu 2 thành phố Thủ Đức, đường Hậu Giang, Hồng Bàng quận 6, đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh quận 1. Thay vì có cách xử lý khói, nhiều quán trong số này cứ quạt hoặc hút khói rồi đẩy ra đường khiến người đi đường cảm thấy khó chịu, nhất là vào giờ cao điểm sáng hoặc chiều về tác hại của khói bụi nói chung, Phó giáo sư Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi nồng độ của các hạt bụi mịn tăng lên sẽ làm cho không khí mờ, tầm nhìn bị hạn chế trông như sương mù. Bụi dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây ra các bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim nếu tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến phổi, gây viêm phế quản. Bác sĩ Vinh nhận định thêm, đối với khói từ thịt nướng, dù chưa có nghiên cứu nào cụ thể, Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu dài cũng có thể gây ra nhiều bệnh. Khói này có thể chứa nhiều hợp chất hữu cơ, gây bệnh cho người hít phải như ho kéo dài, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hèn suyễn.